Em chào các bác. Hôm nay em bắt đầu em thanh lý bán rẻ cho các bác những cái chậu kiếm xanh Huế và phan chí giang hạt nhà em. Đây là bên này là xanh Huế. Giới thiệu các bác đây là những cái cây mà em bán cho các bác từ đầu năm. Những cây mà nó không được đẹp lắm. Nó bị lỗi những lỗi nhỏ của lá đây. Ở đây toàn bộ lô hàng này là cây lạ cũng lỗi. Đây ví dụ như cây này. Đây các bác. Như cây này. Đấy, như cây này. Đây nữa các bạn. Hầu như cây nào cũng bị lỗi hết các bạn, không có cây nào là lành cả. Cái này thì bình thường em bán 80.000 một cốc, nhưng mà hôm nay em sẽ bán là 40.000 một cốc cho cả xanh Huế và phan chí giao hạt đây. Ưu điểm của cái này là em trồng bằng đây, em trồng bằng vỏ thông nhập khẩu Ochita này. Mấy cả dớn cọng. Dớn cọng để tạo ra cái độ thông thoáng cho cái bộ rễ, và đây là rêu sâu này. Đây. Toàn những cái vật liệu giá thể đắt tiền dành cho những cái chậu xanh Huế giao hạt này. Những cái chậu rất là tiềm năng này. Đây, lá bé bé tí nữa nó có nét giống rồi. Đây, nó bị lỗi một tí nhưng không có ảnh hưởng gì đến chất lượng cây. Bởi vì khi các bác nuôi cây cao rồi thì những cái lá mới mọc lên và những cái mầm con nó sẽ mọc lên. Nó sẽ tuyệt đối đẹp và nó không bị tì vết. Cái này lỗi này là do, chủ yếu là lỗi do vận chuyển và sau một thời gian trồng nhiều ấy. Khi mà trồng thì lâu lâu là nó bị cái con bọ gì nó chích hay là bị con ruồi nó đậu vào ấy. Đấy, toàn bộ xanh Huế bên này. Còn phan chí là bên này em cũng bán 40.000 thôi. Cây bắt đầu to dần rồi. Đấy, cây bắt đầu to. Có những cây to đại như này này, có này, đấy. Có những cây to đại và cao đã có thể cao được đến gần 20 phân rồi. Còn có những cây nhỏ nhưng mà cây nó đanh lắm. Đây em còn cả những cái hàng thanh lý ở trong ở đây nữa. Để em hạ một chậu ở đây cho các bác xem. Đây. Những cái chậu này đều là có những cái chấm chấm lỗi này. Nhưng mà cây rất là đẹp rồi. Đấy, đang phát triển cực kỳ to luôn, cũng chỉ có 40.000 một cốc thôi các bạn. Nó so với những cái cây lành lặn thì nó không, so với những cây lành lặn thì nó không thua kém một tí nào. Nhưng vấn đề là nó vẫn bị lỗi. Đấy. Đây các bạn này. Đấy. Vấn đề chính vì nó lỗi đây, đây lỗi đây. Nó lỗi cho nên là em sẽ bán rẻ thôi, chỉ có 40.000 một cốc các bác nhá. Các bác lấy thì em sẽ gửi cả chậu cho các bác. Đây, cái cốc này nó cũng khá là nhỏ đây. Đây một chậu phan chí lá to đùng này. Đấy, cốc này nó khá là nhẹ thôi. Đấy, chỉ có 40.000 một cốc thôi các bác. Đấy, còn xanh Huế cũng chỉ 40.000 đây. Những cái cốc này em đều sử dụng giá thể vỏ thông nhập khẩu, cho nên các bác có thể sử dụng ít nhất là đến sang năm. Sang năm các bác hãy thay giá thể. Đấy, có những cây nó to đẹp như này. Đấy. Đấy, sang năm các bác mới phải thay giá thể, cứ để cái chậu này nó to lên. Nó đẻ con đàng hoàng trong mùa xuân năm sau. Bắt đầu mình mới phải thay giá thể. Đấy, chỉ có 40.000 một cái cốc loại to này các bác nhá. Đấy, hàng đẹp hiện nay nhà em vẫn còn, nhưng mà hàng đẹp thì nó là 80.000 các bác. Đấy, những cây mà nó đẹp không tì vết như này này em bán 80.000 một cốc. Phan chí còn bên kia xanh Huế là 70.000. Còn các bác lấy cây này nó lỗi một tí nhưng mà nó không nên ảnh hưởng gì đến chất lượng cây giống cả. Mà thế hệ con của nó đẻ ra coi như là mình, coi như thế hệ này mình bỏ đi. Mình lấy giống thì nó khi mà nó đẻ con ra, nó đẻ 1-2 xong con nó đẻ ra cháu, cháu đẻ ra chắc, thì chắc chắn là từ thế hệ sau trở đi nó sẽ rất là đẹp. Đấy. Chính vì nó không đẹp như này em mới thanh lý. Đấy, em chỉ bán rẻ 40.000 một cốc thì để các bác có nhiều, có thể sưu tầm được nhiều hơn với một mức giá tốt hơn. Hiện tại thì cước của bên em bây giờ là từ 3 cân đầu họ chỉ tính 30.000 ở miền Bắc và 35.000 ở miền Trung và miền Nam. Nghĩa là khoảng cách giữa miền Bắc và miền Trung miền Nam chỉ còn cách nhau có 5.000 thôi. Đấy. Còn từ cân thứ tư trở đi thì mỗi cân ở cả Bắc cả Nam đều cộng vào 5.000 một cân các bác nhé. Chính vì vậy điều này để lấy vật tư, các bác mua vật tư bên em cũng rất là ok, kể cả trong miền Nam. Nó chỉ chênh so miền Bắc là đúng 5.000 thôi. Một điều hết sức tuyệt vời mà em đã có thể làm cho cái giá cước mềm mại hơn và khách hàng của em sẽ có nhiều hơn. Đây, còn đây là vị hoàng với cả vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây có ít kiếm nữa. Hôm nay thì em chắc chỉ bán xanh Huế với phan chí là. Hôm nay chỉ bán phan chí với xanh Huế gieo hạt 40.000 thôi. Nó còn hôm nay em về rất là nhiều vật tư các bác nhá. Đấy, các loại vật tư nhà em, bên em hôm nay có một số vật tư của nước Mỹ nữa. Đấy, giới thiệu qua các bác về những cái sản phẩm bio. Cái đầu tiên của nó là cái sản phẩm organic thì là một cái tiêu chí vàng, nghĩa là nó là một sản phẩm thứ nhất là rất an toàn,
thứ hai là sạch, và nó đấy nó gọi là organic, là an toàn và sạch. Nó kiểu giống như là mình ở bên mình có gọi là Việt Gáp ấy, nhưng mà Việt Gáp so với cả Global Gáp với organic này thì vẫn còn thua đấy. Organic này là sản phẩm tốt nhất trong những cái ngành người ta dùng phong lan, thì đây những cái sản phẩm này đầu tiên là có Biotiver này. Đấy, Biotiver là đây là cái này 433 này. Đây là nọ tách chiết các bạn, đây nọ chiết. Đây. Đấy, mỗi sản phẩm này thì nó đây là cái này là Bio Wheat này. Đấy. Bốn sản phẩm này là sản phẩm này dành dưỡng hoa này. Sản phẩm đỏ đỏ này là những cái chất trung vi lượng này. Cái này là rễ này. Cái xanh xanh này là chắc là nhiều lá cây. Đây em giới thiệu các bác, cây này là cây Bio Rose này. Biotiver này, 433. Đây là những cái chỉ số 433 là kali với cả đạm với cả lân. Đấy, đấy những chỉ số này. Đấy, khi sản phẩm có cái sản phẩm Bio Rose này thì các bác đây là sản phẩm sử dụng cho lan đột biến, và hầu hết các nhà vườn của Việt Nam đều sử dụng các bác. Một lọ to như này. Một lọ to như này em bán là 700.000. Lọ này là dùng là gồm có 946 ml. Còn nếu mà các bác mua một cái lọ này em bán là 700.000. Đấy, còn các bác lấy cái hàng chiết này. Nó cũng là Bio Rose, nó là chiết ra từ cái lọ này. Đấy. Các bác pha 2 ml 1 ml tưới ngâm tách chiết đấy. Một cái lọ này là 90.000, lọ bé này các bác này. Còn lọ to đùng này các bác lấy cả lọ to đùng này rẻ thì có 700.000 thôi. Đấy, đấy là cái lọ chẳng những cái sản phẩm bio thì em có đang có Bio Rose và Biotiver. Biotiver với cả Supertiver thì cái Supertiver thì nó đắt hơn các bác. Cái Supertiver này thì Biotiver thì nó lại không thể bằng được cái này. Biotiver đấy cũng là một sản phẩm của Mỹ. Biotiver thì so với cái này thì lại còn thua xa các bạn. Bởi vì Biotiver này nhá, một sản phẩm 50 ml các bạn. Thì so với cả Supertiger một sản phẩm 60 ml như này thì 60 ml của Supertiger đã 200.000 rồi, còn cái này mới có 50.000 thôi. Nghĩa sản phẩm này so với cả Supertiger vẫn còn thua, nên Supertiger hiện nay đang là cái dùng tốt nhất của trong ngành vật tư trồng lan. Supertiger em có loại này là loại 120 ml là 300.000 một lọ này, và một loại 60 ml thì nó nhiều cái này một tí thì là nó giá của nó là 200.000. Còn đây là kích Keeper Pro của Mỹ này. Đấy. Các bác chạm vào đâu cái này đặc biệt là chạm vào đâu là ra kỳ đấy. Hôm nay em đang nhập khá là nhiều sản phẩm của Mỹ về để phục vụ cho những cái dòng lan nó khá là đắt tiền. Còn đây là bẫy ruồi vàng. Bẫy ruồi vàng này 35.000 một lọ. Đây. Cách dùng bẫy ruồi vàng này các bác, đây nó có một cái túi thuốc. Đấy, đây cái túi thuốc. Đây các bác sẽ cắm cái que ở đây. Ở trong cái lọ này có 2 que. Đây mỗi một lọ có 2 que. Đây que này các bác cắm vào. Đây là một cái xốp. Các bác cắm vào đây. Đấy. Đấy các bác cắm như này. Các bác châm thuốc vào đây. Đấy, các bác châm cái thuốc vào đây, châm cái thuốc vào quanh cái này. Xong rồi lắp vào là con ruồi nó chui vào cái lỗ này. Nó có 3 lỗ này. Đấy, sản phẩm này thì các bác treo về để giết ruồi vàng. Ruồi vàng nó chỉ cần chấm vào cái lá phi điệp là lá đấy thối nhũn luôn, sợ thật. Đấy là sản phẩm nữa là một cái lửa làm cái còi báo động. Còi báo động các bác. Đây là còi báo động này. Đấy. Cái này là nếu mà khi mà buổi tối các bác bật nó lên thì khi nào có ai mà đi vào vườn của các bác thì vườn lan của các bác thì nó sẽ hú lên. Hú rất to luôn các bác. Đây là cái công tắc này. Đây là công tắc của nó đây. Nếu mà các bác tắt đi ban ngày các bác tắt đi thì không sao này. Đấy. Mà tối các bác bật lên đấy. Đấy. Đây cái này lắp thì đơn giản thôi. Đấy, các bác lắp vào đặt ở những cái vị trí, mỗi cái này nó sẽ sử dụng trong bán kính khoảng 30 m² các bác.
Nghĩa là vườn các bác tầm 20-30 mét vuông các bác sử dụng một hoặc hai cái này là được. Cái này là em bán với giá là 200.000 một cái các bác. Còi báo động, còi hú. Sử dụng thì đơn giản đây các bác này. Đấy. Nó có vài cái hình minh họa này. Đấy, khi các bác đặt trong này là đặt ở đây, góc này thì cả một cái khoảng không vườn đây là 12 mét dài này. 12 mét dài chỗ này 80. Đấy. Đấy còn lắp thì các bác đây nhá, đây là cái lỗ của nó này. Đây là cái ổ điện. Đấy, ổ điện này có 3 lỗ thì các bác đi mua dây điện về các bác đấu hai cái này vào ổ cắm. Đấy. Các bác về các bác tự mua rắc cắm nhá. Còn nếu các bác muốn khi mà nó hú thì đèn nó sáng lên thì các bác đấu thêm một cái bóng đèn đây nữa, thế là xong. 200.000 một cái thôi. Cái này rất tiện lợi. Bởi vì nó hú thì nó sẽ hú và điện nó sẽ sáng lên thì nó sẽ làm cho kẻ trộm rất là sợ đấy. Đây. Cái này cứ thấy chuyển động là nó hú. Cái này em chưa làm thử nhưng mà tí em review lại. Đấy còn đây là cây đây là dừa băm xuất khẩu chuyên sử dụng cho lan kiếm này với cả phi điệp này. Bây giờ người ta toàn dùng cái này thôi các bác, 160 một cái này, bịch 5 cân. Nó đã xử lý hết rồi, về các bác ngâm với nước là dùng thôi. Bên ngoài này thì là mẫu inox này. Mẫu inox này là chiều dài của nó là 80 phân. 80 phân là nó dài đến đây các bác, đấy, nó dài đến đây. Đấy nó dài 80 phân. Nó có hai loại móc đây. Một loại móc to thì nó có cái hình ba chạc này. Nó uốn thành ba chạc các bác. Đấy nó uốn thành ba cái que này. Thành cái hình tam giác này. Đấy các bác thấy không? Nó uốn thành hình tam giác này. Cái này em bán là móc dài 80 phân em bán 7.000 một cái. Cũng là một cái inox nhưng mà inox này nó lại khác. Inox này thì nó theo kiểu móc truyền thống của mình thôi. Nó là một dây. Inox truyền thống này em chỉ bán nó dài 50 phân. À đâu, dài cũng khác đấy, 20, 40, 60 phân. Móc này dài 60 phân nhưng mà móc này móc một móc đơn ấy. Móc đơn thuần này dành cho những chậu lan nhẹ các bác. Khi sử dụng móc inox thì nó không bị han rỉ. Các bác có thể dùng ít nhất 15. Còn sử dụng móc kẽm thì đây các bác thấy không? Móc kẽm thì một thời gian dài thì nó sẽ ở trạng thái như này là không sử dụng được. Khi móc kẽm nó bị mục như này, han rỉ như này thì cái nước han rỉ nó sẽ chảy xuống lan. Đấy, đây là móc kẽm bình thường. Móc kẽm này có 1.500 cái đấy. Đấy còn móc inox này thì các bác sẽ đảm bảo an toàn. Em báo giá này, cái móc inox bé này em bán với giá là 4.000 một cái. Còn móc inox to ba chạc đẹp này là 7.000 một cái. Đấy, các bác nhé. Đây, họ làm rất là cẩn thận này. Máy họ đan lại. Thưa các bác.